Sao lại ngồi nắng? Hả? Sao lại ngồi nắng? Tôi sợ. Thôi đi vô đi mát. Bữa nay lụm kèo được cái là được rẻ mà ngon. Rẻ mà ngon thì rẻ mà ngon. Rẻ mà ngon thì chắc chỉ có người nhà thôi chứ. Nói chung gọi là mình gọi là một người mà gọi là ở thị xã như tôi á. Ừ. Tôi tuy là không quê. Ừ. Nhưng mà tôi cặp vách thị xã. Ừ, thì cũng là thị xã. Đó, nghĩa là cái thị xã nằm đây mà tôi nằm ở chỗ kia là gọi là cặp vách, đúng không? Đúng rồi. Ông muốn ăn, đa số mình nói cái câu là gọi là người ở Sài Phố về á, Sài Gòn về á, về dưới quê đa số là cũng mua đem lên hết trơn á. Đúng rồi. Đúng không? Ở trên đó đâu phải là thiếu đâu. Đúng cái rồi. Gì cũng có, không có gì mà thiếu đúng cả. Rồi. Thậm chí ông ở đây trái xoài không có, những cái mùa nghịch trên nó đều có luôn. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà người ở Sài Phố khoái cái này nhất. Khoái gì? Gà ta thả vườn. Gà ta thả vườn, thế là đúng bài rồi. Gà ta thả vườn, một người bắt gà ta thả vườn, một người luộc ăn và thả ra một người mua khi ăn, hai cái khác nhau rõ ràng. Một trời một vực. Một trời vực luôn. Thứ nhất nữa là cái giá nó chênh lệch nhau, là gọi là thí dụ như ông là ông mua gà gọi là gà nuôi trại với lại gà thỏa vườn, nó chênh lệch nhau có thể là 30-40 ngàn một ký. Đúng rồi, ta vẫn mua tại vì nó rất là ngon. Đúng. Bữa nay tôi mua được một cái gọi là một cái chỗ mà gọi là bán gà ta thả vườn. Anh mua ở đâu? Thì cái lòng của thằng ở đầu chợ đó. Đầu chợ hả? Nó mới nhập về một gọi là một cái lòng, gọi là một cái lòng để gà ta thả vườn nè, rồi một lòng là gọi là gà nuôi trại. À, vừa rẻ vừa ngon hả? Nói chung là nó giá cả nó gọi trên lời có 20 ngàn thôi. Đối với người ngoài không ruột thịt mà vừa rẻ vừa ngon thì nó cũng hơi khó. Nếu mà chưa gặp bao giờ anh em thân thiết thì cũng nói. Lâu lâu cả đời mới đi gặp ổng một lần. Anh quen biết gì ổng không? Nói chung là không thấy cái bảng gà ta vô mua đúng không? Nó ghi cái chữ là gà ta thả vườn. Tôi nói ông nghe cái bảng đó, tôi nói ông là nhìn vô là ghiền, đồng ý nó có thể mắc hơn 20 ngàn một ký. Nhưng mà ta nhìn đó với lại con gà ta mà gọi chằn chạy gọi là cho ăn cám đúng không? Thì hai cái đó chắc chắn người ta sẽ chọn cái này. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà ông chỉ cho tôi một cái này hay nữa. Sao? Ông để ý là một con gà trong chuồng trại là người ta nuôi ở ta rải với đó là cái lớp gì? Chấu. Trấu đúng không? Để cho nó cách ly khuẩn, nó là quy luật phải vậy rồi. Cái thứ hai nữa là cái trấu nó dùng để cho nó sạch, nó đi ỉ á. Đúng rồi. Là tại vì nó nuôi chuồng trại là một lứa vậy nó hốt 2-3 lần lận. Đúng rồi, đúng rồi, nuôi trại phải có trấu rồi, dĩ nhiên rồi. À, nó hốt bắt đầu nó rải trái trấu khác vô cho đúng nó rồi. Sạch sẽ chuồng. Là cái chân con gà nó bóng láng nha. Đúng rồi. Đó, nhưng mà con gà ta thả vườn á, cái chân nó lúc nào cũng đen và dính đất. Đó điều dĩ nhiên. Đó, thử là ông mày khỏi cần sợ lầm đi. Tại cái lông gà của nó đều giống nhau hết trơn á. Bây giờ nó gọi là nó lai giống nhau hết cả. Nó úp rồi bắt đầu nó bán cho mình là nó về thả vườn mình nuôi chạy thôi. Gà ta nuôi kiểu công nghiệp. Đúng. Nhưng mà cái bản chất nó là vẫn là gà ta nhưng mà nó nuôi công nghiệp. Và gà ta thả vườn nó khác nhau. Bây đúng. Giờ gà ta nuôi công nghiệp hết rồi. Lông nó đều giống nhau. Đúng rồi. Chân cẳng nó đều giống nhau. Đúng rồi. Nhưng mà cái thả vườn và trang trại nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ phân biệt cái chân. Đúng rồi. Cái con gà đó. Ồ đúng rồi, gà ta nó nhẹ mạnh về gà ta đó. Ủa ha. Ừ. Tại vì nó là cái con gà nó đi ra nó bơi đất, bơi cát nó ăn á thì cái chân lúc nào cũng dơ. Đúng rồi. Còn cái con nó ở trong chuồng trại là chân lúc nào cũng sạch. Đúng rồi. Đó. Đâu lại đây em. Đâu. Ông khỏi phải lòng. Lầm hay không thì em cũng chả biết được. Ông nói sao? Nếu mà một người đang nghi ngờ đúng không? Ông nói sao? Ông kêu mày không cần phải lầm, mày nhìn cái chân nó. Thì chân nó dính dơ chích ồm đây nè. Thì đó nó bơi đất, bơi đất bơi đầu nó ăn. Vậy thì, hả? Thì ông thả ngoài một đứa trẻ mà ông nuôi trong nhà rẻ và một đứa trẻ mà ông trong bỏ bê nó đương nhiên lúc nào cũng dơ hơn. Ừ. Buôn bán mà cũng không có trách được mà người ta mới đúng. Đó cũng đó là gọi là gà ta, là bán nó gà ta thôi, còn nuôi ở đâu nữa là chuyện người ta. Mà ta bán gà ta là cái gà ta là đúng rồi. Thì gà ta là đúng rồi đó. Ừ. Nhưng quan trọng là nuôi ở đâu. Đúng rồi. Cái thả vườn và trang trại. Còn nuôi ở đâu thì em cũng chưa biết nuôi ở đâu nhưng mà em lại biết cách là nó nuôi ở đâu. Em quay về lịch sử lại được. Sao lực cũng thần. Mà trước cái vụ này đi, em cũng nói anh cái vụ anh cũng thấy đi ở ngoài đường á, thấy mấy bà hay bán là có một sọp trứng, mà một sọp trứng thôi, bà kia là gà ta đó. Bà ngó kêu là cô có một miếng xíu gà cha này thôi, là cô mua giúp con đi. Có mấy trứng nữa hả? Đúng rồi, khi mình bê xong bà quay qua kia, bà lấy bà sụp vô nữa. Thế nhà vườn nó mới đem ra tiếp. Đúng rồi. Bán cửa đó không bày nhiều, chứ bán một đúng hết rồi, hết để vô cái lấy tiếp. Tại vì giống đó không phải là gà ta. Đó là giống gà nuôi. Trứng nó giống gà ta thôi, nó không phải là trứng gà ta. Người ta nói vậy thôi chứ phía sau người ta nhiều lắm. Mọi người vừa đi cái người ta quay lại ta hốt lên. Đó là thực tế luôn.
tại vì tâm lý của mình ai cũng thích trứng gà ta, nhưng mà ta vì tâm lý đó người ta sẽ bán cái kiểu như vậy để tăng tâm lý người dùng. Đó một chiều thứ nhất. Cái chiều thứ hai á, là gà ta thì khi mọi người biết là nếu mà những ai biết gà ta thì người ta sẽ chơi cách này, nếu mà những ai không biết thì người ta nhìn vào chữ gà ta người ta mua thôi. Đúng. Còn những ai mà biết rồi người ta sẽ bắt bẻ là nó kêu cái chân giờ ăn vô đất vô cũng được. Chảm ơi, thì mua đất vô nó cũng thành gà ta thôi. Ai rảnh rồi làm chuyện đó. Bây giờ trước khi ấy em nói cho anh nghe nha. Bây giờ anh đưa gót chân em cho anh coi nè. Anh em đưa gót, đưa hết gót chân này. Đây nè. Em ví dụ anh là người nông thôn đúng không, nông dân đúng không? Đúng. Anh bị nứt gót chân thì nứt gót chân anh sẽ bị đen. Đúng không? Đúng. Anh muốn trà để cho nó hết cái đen của anh á, tệ phải một tuần, và một tuần đó anh không được đụng đất, anh phải trà liên tục nó mới hết được cái lớp đen đó dính trong kẽ chân của anh. Đúng. Còn người thành phố người ta tới mùa ta phải nứt cốt chân luôn, nhưng mà ta không tiếp xúc với đất, người ta cũng trà cũng sạch rồi, hai người đều nứt cốt chân như nhau, nhưng một người ở thành ở nông thôn á, anh phải trà cả tuần mới hết được cái đen đen nằm trong cái kẽ của thành phố, ta nứt cốt chân á, nhưng mà ta dính bụi như ta trà ra rồi, ta rửa sơ ra mất. Đúng rồi, em nói nôm na cho anh dễ vậy thôi. Nhưng như gà ta thả vườn vậy, nó cũng cái khe hở này. Nó đi từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên nó bám vô, anh trà lên để nước anh muốn trà nó sạch rồi, anh trà 3 ngày nó mới sạch được. Còn gà công nghiệp á thì nó sống nó cũng bị nứt luôn, nhưng mà nó sống ở môi trường sạch, nó lâu nó bị dính vô xíu thôi, anh trà nó ra thôi, nó đâu dính liền đâu. Em so sánh với nước cốt chân là anh tự hiểu, không ra anh thử đi anh biết. Nó, em nói phích kỹ cái đó luôn anh. Là sao tôi chưa hiểu lắm. Bây giờ anh ra anh rửa đi anh biết, anh mới rửa đi anh biết được xem có sạch không. Liên quan tự nhiên đi rửa chi vậy? Đôi khi á đánh vào tâm lý người ta hay lấy đất người ta bôi vào chân. À. Không, cứ rửa để ông giải thích. Đúng rồi. Là rửa đúng sao không là lạ ta, tôi chưa hiểu. Ta rửa đi đúng không? Ta rửa thử là đi mình vô mát. Yeah. Em sao khó nó ra rồi. Em ví dụ giống như anh là người thành phố. Anh là người thành phố, hôm nay anh đi xuống cây ruộng thì dĩ nhiên là chất bùn nó sẽ dính vào cái chân của anh, về anh trà cho ra thôi. Còn anh đi kè ruộng anh tiếp xúc liên tục á thì không bao giờ nó ra được. Nó ra anh trà cả tuần mới ra nổi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa nãy đen lắm mà. Giờ nó sạch bóng luôn. Sao tôi chưa hiểu lắm. Đó mọi người, khi mà rửa xong này mọi người thấy là cái chân nó sạch thì thôi sạch rồi này. Cái mấy cái kẽo nó cũng không có dính một tí đất luôn nè. Em để nãy em so sánh cái dụng nước cốt chân là anh hiểu rồi. Nước cốt chân, dạ nên chân anh bị nước cốt chân nè. Nếu mà từ nhỏ đến lớn anh cái loại bùn thì anh trà cả 3-4 ngày mới ra được, mà không phải loại bùn nữa nha. Còn dân thành phố thì cũng nước cốt chân thì mình người ta chạm vô một lần ta trà sẽ ra thôi. Còn anh thì anh loại bùn qua năm suốt tháng rồi, nó ghi vào trong da anh rồi. Anh trà nó sẽ ra nhưng mà lâu. Thì em nói đó là cách mọi người phân biệt từ gà ta thả vườn hay là gà ta kia. Có nhiều người ta bịp, người ta hay bôi bùn lên vậy thôi. Nếu mà gà ta rặt thì dĩ nhiên là nó chân nó dơ kinh khủng luôn, từ khi mình lột lớp màng ra thôi. Lớp màng thì không nói rồi, bóc cái này ra thôi, gà nào phải lột lớp màng rồi. Nhưng mà bản chất gà này vẫn là gà ta, nhưng mà gà ta là dạng gà ta nuôi theo kiểu khoanh vùng, nuôi số lượng lớn để nhập ra ngoài bán. Chứ em không nói gà này không phải gà ta, gà này gà ta, nhưng mà cách nuôi là khác nhau. Thế thôi. Vậy là gà ta này gọi là nuôi chuồng trại. Đúng rồi. Chứ không phải là thả vườn. Đúng rồi, bản chất nó vẫn là gà ta. Nhưng mà đúng rồi, ông nói gà ta đúng rồi, chứ người ta đâu có nói là gà ta gì. Ủa mà chỉ tính ra cái chân nó là nó lấy, chẳng lẽ nó lấy sình chắc rồi hả? Đúng rồi, có nhiều người ta vậy. Đồ vậy tính ra là xong rồi. Xong gì thì mua đúng gà ta cả gì mà xong rồi. Bán gà ta, mua gà ta là đúng rồi, xong rồi gì nữa. Chứ bên kia cũng gà ta, bên này cũng gà ta, thì tôi mua con này 120, bên kia có 100.000 mà. Vậy thôi chứ, thì đúng rồi. Gà ta thả vườn mà bà ta chuồng trại hai cái. Người ta không ghi, người ta chỉ nói giá vậy thôi. Cũng là gà ta, tao nói giá vậy thôi. Tôi đem trả. Trả thì em biết anh. Nói là bữa nay tôi bị cúm da cầm tôi không ăn được. Ok nha. Ok.